Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, nhiều nạn nhân của cơn bão Harvey đã không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. Nhiều cư dân của Texas bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey nói rằng trong một cuộc khảo sát rằng họ vẫn không nhận được sự giúp đỡ cần thiết trong 3 tháng sau cơn bão. Cuộc khảo sát đã được thực hiện bởi quỹ Kaiser Family và quỹ y tế Episcopal. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị đánh giá thấp hơn các nhà lãnh đạo quốc hội hoặc Texas trong việc xử lý hậu quả của cơn bão đã nhấn chìm Houston trong nước và làm chết hơn 80 người. Gần một nửa số dân cư nói rằng họ bị thiệt hại tài sản hoặc bị mất việc làm do cơn bão Harvey. Họ nói rằng đã không nhận được các nguồn lực cần thiết để có thể đứng vững trên đôi chân của mình và không tin các khoản viện trợ dành cho việc khắc phục hậu quả của cơn bão Harvey sẽ được đưa đến cho những người cần đến nhất. Tin từ Canada, Thủ tướng Canada nói rằng sẽ tiếp tục khảo sát thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Khi bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày tới Trung Quốc, Thủ tướng Canada là Justin Trudeau cho biết đất nước của ông sẽ tiếp tục khảo sát để thực hiện một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Thủ tướng Canada đã đưa ra lời phát biểu như trên tại một cuộc họp chung với người Trung Quốc là Lee Kenyon. Trước cuộc họp báo, hai bên đã tham dự một cuộc họp song phương và giám sát việc ký một số hiệp định và biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và năng lượng. Thủ tướng Canada cho biết, Canada đã cam kết hợp tác thương mại tiến bộ và đem lại lợi ích cho mọi người. Trong cuộc họp chung, Thủ tướng Lee nói rằng Trung Quốc có chính sách cởi mở về các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do. Lee và Chuan cũng nói rằng họ đồng ý với một tuyên bố về biến đổi khí hậu trong cuộc họp chung hôm thứ Hai vừa qua. Được biết, trong chuyến viếng thăm của mình, Thủ tướng Canada sẽ có một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tin từ Ấn Độ, khói độc lại bao phủ bầu trời New Delhi, không khí trở nên nguy hiểm. Sương khói độc hại lại bao phủ dày đặc tại thành phố New Delhi, đẩy mức độ ô nhiễm trở lại mức nguy hiểm sau một khoảng thời gian vài ngày có phần thuyên giảm. Theo một cách đo của Đại sứ quán Hoa Kỳ để biểu hiện các hạt chứa trong không khí độc hại, được gọi là PM2.5, thì không khí tại New Delhi đã đạt tới mức 448 vào sáng thứ Hai vừa qua, với mức độc tối đa là 500. Kết quả này gấp gần 9 lần giới hạn trên của không khí chất lượng tốt là 50. Nguồn tạo ra khói bụi chính vào năm nay ở miền Bắc của Ấn Độ, bao gồm cả New Delhi, là nông dân đốt cây cối của vụ mùa trước để chuẩn bị trồng mới vào cuối năm. Hôm Chủ nhật vừa qua, sương khói đã làm gián đoạn trận đấu cricket trong vòng cuối giữa Ấn Độ và Sri Lanka, khi đám mây sương dày đặc làm giảm tầm nhìn sau giờ ăn trưa. Phần lớn các cầu thủ Sri Lanka đã trở lại sau buổi ăn trưa hôm thứ Hai với một chiếc mặt nạ để giảm sự tác động của tình trạng ô nhiễm tại sân vận động. Nhóm phi hành gia mới tham dự cuộc họp báo trước lễ chia tay. Phi hành đoàn thám hiểm 54-55 chuẩn bị được đưa lên trạm không gian vũ trụ quốc tế vào tháng 12 đã tham dự một cuộc họp báo vào thứ Năm trước khi diễn ra lễ chia tay ở Star City, Nga vào tuần tới. Trong một bản tuyên bố, cơ quan hàng không vũ trụ NASA cho biết phi hành đoàn gồm có Antoscop thuộc cơ quan vũ trụ Nga và cơ quan thăm dò hàng không vũ trụ Nhật Bản. Phi hành đoàn dự kiến sẽ được phóng lên vũ trụ vào ngày 17 tháng 12 từ phi trường ở Kazakhstan trên tàu vũ trụ Zoem MS-07 đi tới Modul Ravis của trạm không gian vũ trụ quốc tế. Tin từ Việt Nam, thưa quý vị, McDonald's đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. McDonald's đã mở chi nhánh đầu tiên ở Hà Nội, nơi nổi tiếng với những món ăn đường phố giá rẻ. Nhiều bạn trẻ và du khách đã xếp hàng dài để ăn các món ăn như là Big Mac và Chicken McNuggets. Cửa hàng được mở có diện tích là 400m² và có hai mặt tiền ở góc Hàng Bài và Hàng Khay. Đây là vị trí đất địa ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, là một trong những khu đất vàng tại Hà Nội. Ngày khai trương đúng vào dịp cuối tuần khiến McDonald's càng thu hút nhiều khách. McDonald's cho biết nhà hàng hoạt động với hơn 100 nhân viên, có 2 tầng với sức chứa khoảng 200 khách cùng một lúc. Được biết, Việt Nam là nơi không dễ phát triển cho các công ty nhà hàng thức ăn nhanh. Nhà hàng McDonald's đầu tiên tại Sài Gòn được mở năm 2004. Khi đó, con rể của cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố sẽ mở khoảng 100 nhà hàng trong vòng 10 năm.
Tuy nhiên đến nay thì hệ thống này chỉ có được 16 địa điểm trên cả nước. Một hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh khác của Hoa Kỳ là Burger King đã buộc phải đóng cửa 6 nhà hàng ở Việt Nam. Thưa quý vị, xoài Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Mỹ. Cơ quan kiểm dịch động vật và thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mới đây đã tu chính lại quy định nhằm cho phép nhập cảng xoài tươi sống từ Việt Nam sang Hoa Kỳ kể từ dịp cuối năm nay. Theo đó, quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 tới. Bên cạnh việc cho phép nhập cảng, cơ quan kiểm dịch động vật và thực vật cũng đưa ra quy trình đóng gói và vận chuyển nhằm giới hạn tối đa việc lây nhiễm các loại sâu bọ khi nhập khẩu nông sản Việt Nam sang Hoa Kỳ. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết đã thiết lập toàn bộ quy trình từ việc xét duyệt vườn cây, hạn đóng gói, kiểm dịch thực phẩm và thanh tra hàng tại cảng. Các bước này nhằm bảo vệ tối đa, tránh lây nhiễm sâu bọ và các bệnh hại trên thực vật. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng yêu cầu xoài được nhập từ Việt Nam phải nằm trong mục hàng thương mại và có đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng đã được sản xuất đúng quy trình mà phía Hoa Kỳ yêu cầu, phải được chứng nhận là đã qua kiểm định không bị thâm kim hay các đốm đen là các di chứng cho thấy đã bị nhiễm nấm bệnh. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.